quý thính giả đang lắng nghe tiểu thuyết Tắt Lửa Lòng của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Chương 12: Tình xưa. Ngót 5 tháng trời nay, nào Điệp đi cưới Thúy Liễu, nào Điệp đi làm mỗi ngày 2 buổi, kể cả sự đi thì đến mấy trăm mấy nghìn lần, nhưng chưa lần nào Điệp lại đi hăm hở như lần này. Điệp ngồi xe lửa, tính từng ga, mong từng phút, bên lòng chan chứa biết bao nhiêu hy vọng. Khác nào như người ly biệt quê hương vài chục năm, đến nay được về nơi chôn nhau cắt rốn. Đến ga kép, Điệp xuống, nước non tuy lạ cảnh lạ người, nhưng là nơi có chùa Phương Thành, là nơi Lan đã từng in vết chân để đến một chỗ mà chôn chặt nỗi niềm riêng, là nơi mà Lan định gửi thân nương bóng cho qua một đời, vì không được mãn nguyện về chữ duyên cùng chàng. Điệp thấy thích mắt thân yêu quá. Những quả đồi, những ngọn núi, tuy vô hồn nhưng đối với chàng nó như chan chứa về tình thâm. Theo con đường cái độ 5 cây số, Điệp vừa rẽ sang bên trái, đã trông thấy nóc chùa xám xịt dưới chân đồi xanh xanh. Điệp thổn thức, đứng lại ngắm. Bốn bề hiu quạnh, đàn chim xào xạc trên cây, nắp dưới bóng nắng buổi xuân tàn gay gắt. Làn mây trắng dơ dẫn bay đi, làm quen ố vùng trời xanh trong, lên bên như đám bọt ngoài bể. Chiếc buồm nâu đè ngọn sóng biếc, uể oải theo gió. Mùi thơm cỏ bay lên, cái mùi quê hương thân yêu làm chàng phảng phất như được về nhà. Điệp lại hâm hở đi, rẽ xuống bờ ruộng con bên tay phải thì đến cổng chùa. Cổng chùa đóng kín, nhưng có cái dây thòng lòng xuống để giật chuông gọi mở cửa. Chàng đứng đó cảm động, trống ngực thình thình, giơ tay giớ lấy dây. Nhưng trước khi gặp Lan để nói chuyện, chàng muốn đi dạo quanh chùa để được xem xét cho kỹ chỗ Lan ở đã. Kẻo mấy khi lại lên đây làm gì, vì chàng định bụng kể chuyện mình đã ly dị cùng Thúy Liễu và yêu cầu Lan nghĩ lại mà về nhà để chấp nối mối tình xưa. Chùa có hàng rào tre non bao bọc, rậm và kín lắm. Điệp nhìn vào trong, thấy vắng vẻ quá. Sân trước rêu cỏ mọc xanh rì, cửa chùa đóng kín mít. Đến mé sau, chàng thấy một cái nhà lá, có lẽ là chỗ ở của vị sư, nên chàng cố ý lắng tai nghe, nhưng vắng tanh vắng ngắt không một tiếng động. Chàng thương hại Lan mọi ngày vui tính, đến nay sao nàng chịu được cái cảnh buồn bã như thế này. Chàng đứng dừng lại 15 phút, nhưng vẫn không thấy một tiếng gì. Chàng lại lò dò theo hàng rào đi thêm một tí nữa, thì đến cái cổng trống, nhưng cũng đóng. Mấy con chó trong chùa thấy có người lạ thì sủa vang, chàng phải lánh ra ngoài ruộng xa. Nhưng mắt vẫn cố lách nhìn vào khe lá tre để quả có thấy Lan đứng đó. Bỗng có một bà lão đi lại đến trước mặt và bảo chàng: "Ông hỏi gì thì ra đằng trước." "Tôi hỏi thăm chú Tiểu Lan." "Chùa này rặc sư nữ, cụ tôi không cho ai là đàn ông vào ngày thường đâu, mà chả có chú Tiểu nào tên Lan cả." Có chú Tiểu Lan đấy. Tôi làm hộ chùa này bao nhiêu năm nay, tôi lại không biết hay sao?" "Thế thì bà làm ơn bảo tôi có một người con gái chừng 20 tuổi, xin vào tu ở đây hồi trong năm hay không?" Bà hộ mỉm cười, như nghĩ đến một chuyện gì buồn cười, đáp: "À, thế là ông cứ hỏi chú Lan thì ai biết được." Điệp mừng lắm, nói: "Nhờ bà gọi hộ chú ấy ra, nói rằng có anh chú ấy tên là Điệp hỏi chú ấy." Bà hộ ngạc nhiên nhìn Điệp: "Tên chú ấy mới là Điệp chứ, sao ông lại bảo ông cũng tên Điệp?" "Được, muốn tên gì cũng được, bà cứ gọi chú ấy ra đây cho tôi." Bà hộ lắc đầu: "Ông nói như dễ lắm đấy. Có một lần ông dì nhận là đẻ ra chú ta đến, chú ta không tiếp. Lại có một lần nữa, bà dì trông giống ông, nhận là cô, chú ta cũng không ra nữa là anh. Mà chú ta dặn giấu, sao hôm nay tự nhiên tôi buộc mồm nói ra thế này?" Rồi bà toan đi, nhưng Điệp nói: "Không, bà cứ nói tên Điệp, thế nào chú ấy cũng phải tiếp. Chú ấy giận thầy tôi, giận cô tôi mà đi tu, nhưng chú ấy chỉ bảo riêng có một mình tôi thôi, cho nên..." Bà hộ cười, lắc đầu: "Chú ấy chẳng giận ai cả, chú ấy chỉ giận duyên nên mới nhờ giả cụ tôi, chứ ông nói dối sao tên chú ấy là Điệp, mà ông là anh chú ấy cũng là Điệp,
Điệp thấy đích thực lắm rồi, nằng nì nói. Chẳng nói dấu gì bà, chính là chú ấy vì chữ duyên không được dạng cùng tôi, mới chán đời như thế, nên lấy tên tôi mà đi ở chùa. Sao chú ấy bảo tên người ấy là Vũ Khắc kia mà? Điệp cảm động, vội vàng móc trong túi lấy cái khăn mùi xoa có thêu con bướm ra nói. Chính tên tôi là Vũ Khắc Điệp, nghĩa là con bướm. Đây, bà trông. Bà Hộ cười. Hèn nào, có một hôm chú ấy được một con bướm chết ở đầu nhà mà chú ấy không nỡ dứt đi, mới ép vào quyển kinh. Lúc khô chú ấy để vào cái khung tre, làm như cái ảnh treo ở đầu giường. Điệp thổn thức, lạnh cả người. Bà Hộ tiếp. Nhưng mà rồi cụ tôi tưởng chú ấy sát sinh nên mắng mãi và bắt chú ấy không được treo nữa. Thế bây giờ con bướm ấy đâu? Chú ấy khóc lóc mãi, nhưng phải nghe lời cụ tôi. Chú ấy bèn đào cái lỗ, bỏ xác con bướm vào một bao diêm rồi chôn. Chôn cả con dao tay sáu lưỡi của chú ấy thường cầm nữa. Tại sao chú ấy chôn con dao hở bà? Nào ai hiểu được. Tôi chỉ biết rằng từ hôm chôn con bướm và con dao thì chú ấy không hay khóc nữa. Chứ trước kia, nhất là ngày chú ấy mới đến, thì chúng tôi phải đặt tên chú ấy là Hồ Lệ đấy, vì cứ cả ngày loay hoay với con dao mà khóc. Thế chú ấy chôn ở đâu? Bà Hộ trỏ tay vào đầu nhà, nói. Kìa kìa, chỗ bên cạnh chậu lan ấy. Điệp cố cầm lại nước mắt mà dòm vào cái chỗ chậu cây mà hỏi. Cái mô đất kia phải không bà? Không phải, cái cao mới là mã con bướm, còn cái thấp chú ấy chôn cành lan gãy đấy. Mỗi câu bà Hộ nói là Điệp lại thêm đau lòng thương lan. Bà Hộ bảo. Có một hôm tôi hỏi tại sao chú ấy không chôn ngay con bướm vào chậu lan mà lại chôn lan bên cạnh con bướm thế. Chú ấy trả lời thế nào? Chú ấy khóc bảo trời bắt thế. Chà, nào ai hiểu được, chú ấy cứ khóc luôn. Mà nói chuyện với chú ấy thì buồn rưng rức ấy. Chú ấy có đau ốm gì không hở bà? Có một tháng đầu chú ấy ốm tưởng đã chết. Ngày nào cũng sốt mê mẩn, mà sốt nặng thế nào cũng không dời con dao trong tay ra. Một hôm chúng tôi bẩn mới lấy dao giấu đi, thì trời ơi, chú ấy bù lu bù loa như cha chết, làm như điên như cuồng, đến nỗi cụ tôi phải mắng chúng tôi mãi. Chú ấy quý con dao sao lại đem chôn nó đi? Tại chú ấy bảo không muốn nôm thấy nó nữa. Thế sao bà không đào lên lấy con dao ấy mà dùng? Ai lại chơi ác thế, trêu cho người ta khóc thì mình được ích gì, giả ngày nào chú ấy không ra thăm một lượt. Chú ấy thăm vào lúc nào? Vào chính ngọ, vì chú ấy bảo là chú ấy đã phải trông thấy một cảnh đau đớn nhất đời chú ấy. Điệp ngẩn người, sực nhớ ra là lúc đám cưới mình đi đến đầu làng, thì chuông đồng hồ nhà thờ làng bên cạnh vừa bắt đầu in ỏi đánh. Hẳn là Lan đứng nhìn lũ xe ô tô thì đau khổ quá nên mới phẫn thân mà đi hẳn thôi. Nhưng Điệp bỗng nhớ rằng ông Tú nói chuyện Lan bỏ nhà lúc 12 giờ thì có lẽ Lan mới bắt đầu đi đã gặp đám cưới đến. Thế thì thương hại cho Lan quá. Hẳn là Lan muốn đi để đoàn ô tô cưới đến nơi tránh được nỗi gai mắt. Nhưng ngờ đâu Lan đi muộn quá. Điệp rơm rớm nước mắt hỏi bà Hộ. Chú ấy có chăm chỉ làm lụng không hở bà? Trước thì chú ấy buồn và khóc luôn. Nhưng cụ tôi khuyên dỗ và giảng giải mãi, bắt chú ấy học kinh. Từ khi chú ấy chôn con dao và con bướm, chú ấy thôi không khóc nữa, mà chăm chỉ làm ăn. Cụ tôi yêu chú ấy lắm. Chú ấy ăn ở tử tế quá ông ạ. À. Thôi, nhưng ông giữ tôi ở đây đến bao giờ? Khoan! Nhờ bà làm phúc nói với chú ấy rằng có một người tên là Điệp đến thăm chú ấy. Tôi chịu thôi, lỡ chú ấy giày dò tôi thì làm thế nào? Vì chú ấy dặn tôi giấu, nay tôi lại đem chuyện nói với ông. Rồi chú ấy biết, lại cho tôi là người xếp bếp. Chú ấy không tiếp ai đâu ông ạ. Nhưng chú ấy tiếp tôi, bởi vì chính tôi là người thân của chú ấy nhất đời. Thôi, tôi không nói đâu. Ông cứ ra trước cổng mà giật chuông, rồi tôi bảo chú ấy ra mở cổng thì ông sẽ được gặp. Điệp cảm ơn bà Hộ, rồi đi. Vừa đi vừa nghĩ nông nổi mà quý bụng Lan bội phần. Chàng đến một chỗ trông rõ vào đằng trước cái nhà lá, thì thấy bóng một chú tiểu. Chàng cố nhìn kỹ,
thấy chú tiểu ấy đang lúi húi khâu. Nhìn kỹ, bỗng chàng rụng rời vì người ấy chính là Lan. Sông già, xanh và gầy hẳn đi. Bây giờ chàng mới nghĩ ra là Lan ở chùa phải cạo trọc đầu mà bịt cái khăn vuông nâu mà mặc cái áo nâu đi đất, trông tiều tụy quá. Điệp không cầm nổi được nước mắt. Sao mà cái nét mặt Lan lại buồn quá thế? Mà thảm chưa, ai vẽ cho Lan hai nét răng trên má? Thôi có lẽ Lan hay khóc lắm, nên hai gò má thành tật như vậy mất rồi. Điệp ngắm Lan mãi, càng ngắm càng giọt ngắn giọt dài. Bỗng có con chó sổ ra cắn, chàng phải chạy ra đằng cổng trước. Điệp bâng khuâng ngồi ở cổng, nghĩ đến ái tình của Lan đối với mình, thì lúc nào cũng đầm thắm mà tủi thân. Nào nàng ốm, nào nàng giữ mãi con dao mà khóc, nào nàng đặt tên là Điệp, nào nàng gìn giữ cái thân tàn của con bướm. Đến lúc không được gần nó nữa, thì không nỡ dứt mà chôn cất tử tế, và ngày nào cũng ra thăm, nào lại chôn cành Lan bên cạnh con bướm. Những cách nàng làm biết bao ý vị thâm trầm mà thương hại thay cái tâm linh của nàng, chỉ một mình nàng biết. Lan thật là một người đáng yêu, đáng quý, đáng trọng của Điệp suốt đời, nhưng Điệp lại nghĩ đến mình đối với Lan cũng không đến nỗi xấu hổ, vì đã phụ bụng của người đáng yêu, đáng quý, đáng trân trọng. Sở dĩ chàng bỏ việc bỏ vợ cũng vì Lan, chàng chỉ vì yêu một mình Lan. Chàng không thể nhận ai là vợ được nữa. Chốc nữa chàng giật chuông, Lan ra mở cổng. Hai trái tim cùng nhau đập và hai mặt giáp nhau, thì xiết bao tuổi tuổi mừng mừng. Những nông nỗi đắng cay từng ấy tháng trời, chàng sẽ được kể hết ra. Hẳn Lan cũng thấy hỡi lòng mà thương chàng, vì nàng mà đã hy sinh hai chữ phú quý. Lúc bây giờ hẳn bốn dòng lụy sẽ cùng nhau mà rõ những giọt nên thơ. Điệp hâm hở như mở cờ trong bụng, đứng dậy, ngẩng lên sờ vào dây chuông, lá liễu thước tha, in vào cánh cổng móc qua những nét mềm mại, trông như bức rèm Nhật Bản. Chàng vui sướng, nhưng cái phút quyết định nghiêm trọng nó làm cho chàng động lòng, trống ngực thình lình, tay run rẩy. Mấy tiếng chuông này rung động, nó sẽ làm cho rung động cả lòng ta. Điệp lại bỏ tay xuống. Lan mà ra đây, bất thình lình trông thấy ta, việc không ngờ ấy có lẽ làm cho nàng mừng quá mà rú lên, ngất đi mất. Điệp lại bồi hồi, nắm phắt vào dây chuông toan giật. Lời nói đầu của ta là câu gì? Ta sẽ bảo ngay nàng là ta đã ly dị cùng Thúy Liễu. Song chỉ sợ nàng quá thương ta, không muốn làm rối sợ chỉ tấn tơ tần đang khăng khít của ta, cùng lệnh ái quan chánh án mà cũng không cho ta được gặp mặt. Sắp giật thì Điệp ngừng tay, mỉm cười. Nhưng mà có lẽ ta thấy mặt nàng nghẹn ngào không nói được nên lời nữa. Rồi Điệp co tay lên quyết giật mạnh, nhưng lại thôi, rồi thở dài. Cái tâm tình xưa của nàng gần nửa năm nay chôn chặt dưới đáy lòng, bị những tâm sự khác nó đè dí xuống. Nay đào nó lên được chắc khó, mà nàng cũng đau lòng lắm, nhưng nàng sẽ vui vẻ được sống bằng cái đoạn đời cũ. Lan ở trong hiên ban nãy có trông thấy Điệp hay không? Trước Lan mãi khâu chẳng để ý đến gì cả, nhưng lúc thấy tiếng chó cắn, nàng mới đưa mắt nhìn ra. Nàng trông thấy một người đội cái mũ trắng bị chó đuổi. Lúc rõ là Điệp, bỗng nàng giật nảy mình, nhăn mặt, chân tay rũng ra như muốn ngã, mà lòng tê tái, trống ngực thình lình, nước mắt nước mũi ứa ra khắp mặt, phải một phút như mất hồn. Nàng vịn chặt lấy cái cột, nhắm nghiền mắt lại. Một lúc mở ra, nàng quay mặt đi, không dám trông ra phía hàng rào nữa. Rồi hai mắt trừng trừng nhìn trời, miệng lẩm bẩm đọc câu kinh, nàng đi từ từ đến phía góc nhà, chỗ có cái chuông gọi mắc dây ra cổng. Lúc ấy tâm sự rạc rào, nàng lẳng lặng một tay nắm lấy quả chuông, một tay nắm cái kéo dơ lên, các sợi dây đứt đánh phục một cái, ngửa mặt lên để ngăn cho nước mắt đừng tràn ra. Nhưng trên má cũng vẫn thấy lóng lánh hai dòng lệ. Rồi như không còn hơi sức nữa, nàng buông phịch hai tay xuống thổn thức, ôm đầu chạy dục vào buồng. Trong khi ấy thì ở ngoài cổng, Điệp vẫn nắm lấy dây chuông, co tay lên định giật rõ mạnh. Nhưng bỗng chàng đờ ra, thần người ra, nghĩ, rồi nét mặt ngậm ngùi. Tự nhiên hai dòng nước mắt lóng lánh bò xuống má, chàng thở dài. Thôi, nhưng lửa lòng của Lan đã tắt, đã chôn ở nơi từ bi tĩnh mịch này rồi.
ta gợi chi cái đống tro tàn cho thêm đau đớn, rồi buông phát dây ra. Chàng quả quyết đi rõ nhanh, không quay mặt lại nữa.